Thưa quý vị, nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng rằng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đồng thời chúc cho mối quan hệ Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Điện của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân nhân Trung Hoa Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ quan hệ Trung Việt, sẵn sàng nỗ lực cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, chúc đồng chí Chủ tịch nước đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới. Trong thư mừng, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng, chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ Campuchia và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó tốt đẹp, tiếp tục gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển hơn nữa. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel Bermudez gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những lời chúc thành công và tốt đẹp nhất khi đồng chí đảm nhiệm trọng trách mới quan trọng này. Tin tưởng chắc chắn rằng hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, củng cố quan hệ mẫu mực giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước dựa trên sự tin cậy chính trị lẫn nhau và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước trong nỗ lực chung xây dựng chủ nghĩa xã hội.